Ờ đúng rồi, Nhá, trận này mình đánh Yasuo nha các bạn. Ủa Yasuo hả? Ai Ok đánh ok ok Ai em một thì ban rồi mình hình Yasuo. Ta không hơi quá, mình nghĩ gì mình phải 2-1 đánh cho trận đấu được dài dài một tí chứ. Ok, mọi người nói vậy thì... Cái gì thôi? Ai pick trước thì pick thôi, mình xin Yasuo. Không, mình Yasuo. Chết rồi, mình F3 mất rồi. Không sao các bạn, vẫn để mình Yasuo nha các bạn. Thế đây có cho tôi ăn càng cua không? Không thì tôi mang Yasuo ngay. Ờ, có. Ủa, mọi người đã tính ăn cua rồi ạ. Thì ăn hết được. Thế nhá, anh em ở trên stream Milona làm chứng cho tôi nhá. Thì là tôi không ban Yasuo đâu. Milona phải cho tôi ăn tươi sức của bạn ấy. Đáo đỏ xanh làm chứng cho chị nhé. Không, cua đấy chắc không sao. Cho luôn này, thì bạn đang nôn lắm rồi. Rồi ăn đi không run. Mình sẽ nhường lại cái càng cho bạn. Thoát luôn ạ, thoát luôn ạ. Ô, sao nhỉ? Làm sao ấy, chọn được nữa. Đã đến lượt chọn rồi. Ôi Loan ơi, ai đã chọn được là chiến thuật, chiến thuật, chiến thuật. Không được ao ra, không chơi được Ari ao ra, được bạn. Trời ơi, mình hơi chật đồ tí. Đã đến lượt chọn. Quay lại vẫn được chứ hả? Được, được, vào đi, vào đi. Mà nói gì chắc là ao được rồi. Thế mình chiến thuật là thế mình sao không chạy được. Nick nhầm, nick nhầm nên là Aga à, được. Nói ra là chiến thuật. Ủa Yasuo cấm một nào em lóc luôn ạ. Ui, thế mình ổn không vậy anh em, anh em bấm chị em. Cục lắm là anh một thôi mà. Giúp blue nha mọi người, giúp blue nha mọi người. Không. Sao nó cướp thì chắc ôn đừng có cướp. Mình chơi trời ơi, chơi trinh không mà. Ôn, trời ơi, à kìa. Trời ơi, trời ơi. Gặp cái đầu, gặp cái đầu Yasuo đấy. Tôi bị gắt. Lăn cầu tuyết rồi các bạn ơi, lăn luôn rồi đó, lăn luôn rồi đó. Cầu tuyết trong truyền thuyết đang tới nha. Có ai tốt tốt biến không vậy? Ghê không? Mà cầu tuyết được đấy nhỉ? Một cho tất cả cái con Nunu này. Không biết chơi Nunu. Ui, tôi chấp 2 kìa. Chi lấy hành tẩy á. Chi lấy hành tẩy. Sao top làm như vậy là quá tốt rồi. Chỉ xét con Nunu là quá phế thôi. Lăn. Thế á, đúng rồi đấy. Đang lăn nha, đang lăn nha, đang lăn nha, đang lăn nha. Sao con này? Bắt sao mình mất nhầm bảng sao rồi yếu yếu thôi. Mình lên giúp bạn lính. Ê, có xe, có xe, có xe, có xe, có xe, có xe, có xe. Này nó lên top rồi. Đánh được, đánh được. Ui, top chấp 2, ui, có ra xuống lên. Né quy, né quy. Tầng gió, ui, tìm mình đánh ngay quá trời ơi. Ngáo nhỉ? Đang háng không? Ê, ăn dòng luôn, ăn dòng luôn, ăn dòng luôn nha mọi người. Không sao, mình nhớ giúp team mình ăn dòng. Ui, ui, ui. Ok, không sao. Ngon. Bên này. Được, Loan ơi. Hay quá, Loan ơi. Các bạn không phải dạng vừa đâu. Sao đi mọi người nhá, con Nunu nó hơi phế. Không biết làm gì hơn với con Nunu này. Đi giữ mình. Xong, đi bot nha mọi người, đi bot nha mọi người. Ê, Lee Sin. Yo, Yasuo. Ê, câu kéo. Ôi, giết Lee Sin, nắp leader đâu đó nè. Trời ơi, giết luôn. Giết luôn nha, mình không nhả nha. Thôi, chạy. Ôi, chạy nha mọi người, chạy nha mọi người. Ôi giời ơi, có flash thì nào tự tin thế. Tính cho mình. Ôi. Ai vậy? Để Lan có cầu tuyết lên cứu. Chậm nhỉ? Ok. Đang lăn cầu tuyết nha. Ôi, Lee Jin thấy quả cầu đấy. Chứ cái này có thể được nha, Mình nhột ra đi tìm. Tôi đây các bạn ơi. Ôi, ui, người ta đánh con Lee Jin mà. Không sao. Yasuo lo được. Yasuo khỏi đấy. Nope. Ôi, ba người ở đây cơ. Hay quá. Mà lại lần nào lên ba nữa. Sợ rồi. Không sao. Team mình vẫn ổn. Ê, chị bé qua đây luôn, chị bé. Quay lan chung. Lên luôn nha. Lan lên. Lên. Không được. Lên luôn chị bé ơi. Lùi xíu, tí lăn tiếp. 5,
năm thì lăn ấy, lên chị bé lên, chị bé lên, chị bé lăn 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 lăn. Ok. Cầu tiết trong truyền thuyết mà. Hello. Ok. Hai bot hết tốc biến rồi. Đây này, lấy chỗ mắt tím bên này, lấy chỗ mắt tím. Ok nha, chị top đợi 3 phút nha được không? Hình như là có. Đợi em xíu. Có hàng ở dưới này nhá. Em 10 giây. Chị bé nhảy xuống đây được không? Đi ngang qua là đúng không? Ôi, cẩn thận anh em. Lăn lên anh em ơi. Ấy chị em ơi. Em đang xuống kìa. Đây. Kìa. Bắt cậu. Ê, qua đây luôn mọi người. Nó bảo có hàng. Tốc biến chạy mọi người. Cứu. Chạy xuống. Cứu. À, về thôi mọi người ơi. Ôi. Ô, mình có ra rồi. Chạy. Chị nghe ra ngoài. Sao vậy? Nó bị lạc vào. Để về chị. À, lúc đó tôi tưởng thế là ngầu. Không sao mọi người ơi, thì mình vẫn còn tình bạn mà. Biết con này hơi ấy. Sorry mọi người. Đang đánh nhau mọi người ơi. Tôi giả vào cho đối phương nghĩ là đối phương chạy được, không tôi lăn tiếp. Ba cầu tiếp. Ôi, trúng rồi nhưng mà có ly xỉn đây. Kìa, đâu con blue đi. chuẩn bị lăn nha. Đầu hai con khỏe rồi. Này, ăn rồi lăn này. Nhưng mà có brain thì không có lăn được, có brain nó. Ôi, cứu mọi người ơi, ly xỉn nó đấm tôi. Ly xỉn nó đấm tớ mọi người ơi, giết ly xỉn luôn mọi người ơi. Ui. Mình chắc quy. Bắn Lee Sin luôn. Anh luôn này. Mình lăn mít. Cha tôi chuẩn bị rồi nha. Gotcha, bitch. Hợp lý luôn. Thì mình đánh hay quá. Đi. Ui, đau. Chúc mọi người vui vẻ. Lăn tiếp này mọi người ơi. Lăn tiếp đi đấy. Yo. Thôi về mọi người. Lừa à? Nào, lên đây. Thôi về mọi người, cú lừa rồi. Ồ, chi chả được chơi. Đâu, tớ không được farm. Đây. Ôi, chị em, đúng rồi, chị em chia nhau bãi lý rồi chứ. Phế quá. Chị em dành cây kèo này. Game này mình vẫn còn tình bạn mà. Đang ra này mọi người, mình ra lăn lên nha, mình lăn ở mid lên nha. Đang lăn lên nha, lăn đúng lúc Yasuo ra R luôn nè. Ô cái gì giật mình ấy. Bị lộ nha, nhưng mà lăn về. Đấy. Bị lộ rồi. Bét. Nè, phải lăn nè. Tôi nghi ở trong bụi lắm này. Đang lăn rồi đó, thấy ai là giết liền nè. Đi farm cật lực ấy. Cầu tuyết to lắm rồi nè mọi người ơi, cầu tuyết nè mọi người ơi. Lên. Ủa, tốc biến rồi. Ê mọi người ơi. Ui. Chạy mọi người. Ui. 7 giây nữa có lăn tiếp nha. Ủa, sao nhiều. Không sao, mình chạy thôi. mình chạy thôi. Ủa, chạy nhanh đấy. Quay. Ủa. Làm bị. Cái này rebound đúng không mọi người? Gì vậy? Người ta cố gắng chơi mà. Ôi tội, trình không đủ nên là thua. Lăn về nhà thôi. Không sợ gì. Mọi người chạy một hướng. Ôi, tiếp bị khỏe quá mọi người. Ôi, phải chưa? Ôi, ác đáo à? Ôi, xong. Vai, đá phá ác đáo. Chúng ta lên LG. Ôi, chúng ta thua nhưng mà... Đừng đầu hàng. Ai lại bỏ phiếu vậy? Ai bỏ phiếu? Tớ sẽ bỏ Lucian. Xin lỗi các bạn. Tớ sẽ bỏ Nunu, xin lỗi các bạn. Thấy
phạm vi vùng 3 ván nhanh để còn đi cày rank. Giờ cộng như thế này xong 3 ván được. Chết giả luôn con Nunu này. Đâu Lady chắc là đang chơi chị em vui không muốn đi đấy, lưu luyến. Ai kêu mình biết con Nunu không biết, ai kêu 3 ván không biết, ai 4 ván không biết nữa. Còn tí thua luôn nha, tí ván sau thua luôn nha. Ván sau ban Lee Sin với cả Vecop với cả Brain chắc rồi đó. Sao oh, đúng rồi. Mình phải là chuyên nghiệp lên, mình bây giờ mà xác định mình thua ván này mình phải xác định mình thua ván này chứ mình phải tính đến ván sau luôn. Làm ui. Lăn nào mọi người, lăn nào mọi người. Không sao không sao, mình chết một người thôi, mình còn 4 người, mình lăn được. Lăn lăn mọi người. Ờ sao nữa? Đó đó đó, lăn này, lăn này, lăn này. Không ai vô hết. Lăn một phát 4 đứa chứ lăn đứa ai đâu bảo. Vào xong rồi đầu hàng luôn. Đầu hàng còn gì nữa, các bạn đầu hàng nhanh đi. Chuẩn bị lăn tiếp này, đợi 10 giây. Đợi chị bé đi, theo đủ người. Ok nha. Nè, chuẩn bị lăn, chuẩn bị lăn nè. Từ, mới còn 3 giây. Lăn lăn nha, đang lăn nha. Nè, chuyến đỏ. Ồ, phải là win rồi đó, phải nhìn thấy win rồi đó. Tuyệt win. Ủa bà hãy lên Milona vẫn sống. Hay quá bạn ơi. Lướt hết bạn ơi. Uầy. Hay. Lướt hết luôn này. Bốc đi mày. Uầy lướt hết luôn này. Rồi, đang ở nhà chờ tiên địch nha mọi người. Chuẩn bị lăn đó. 15 minutes later. Vẫn đang ở nhà chờ lăn nha. Không phải là AFK đâu, đang chờ lăn đó. Múa rồi, đã tất cả mọi người đứng đây và múa này. Đang chờ lăn đó mọi người. Chờ tiếp địch vô lăn. Ôi, lăn rồi thôi. Rồi gì? Sao không chơi đi. Chơi đi. Không, phải đét nhà, phải đẩy lính, đúng rồi, phải đẩy lính cho đến mình đi đến cửa nhà là mình lăn nha. Đi. Ngay giờ ông đứng múa quá. Không, đang chờ lăn mà, đang đứng ở nhà có tốc độ chạy, không chôn nha, đang chờ lăn đó mấy mọi người. Mấy phiếu mọi người ơi, mấy phiếu. Để tiếp địch. Đừng anh em, để tiếp địch cho mình lăn mà. Tiếp địch không vô hơn thì ăn dòng, muốn cho tiếp địch chơi kỳ quá ta. Chắc kèo. Thấy chưa, người ta chơi chiến thuật đấy. Mọi chết. Người cứ đứng đây múa. Nè múa đi. Chết dở na, tim thì gắt dòng 4 luôn. Rồi. Hai tao lên top farm đây. Ê, về mọi người. Cái này mà lộ, ui thôi lộ rồi. Chạy. Làm sao chạy bây giờ. Để bóp mọi người ơi. Ờ, đuổi kìa, nha, cái có con chuột đang đây này. Ui, về nhà mọi người, về nhà lăn này mọi người ơi. Về nhà mọi người ơi. Đây, lăn cho Win được nha. Cảm ơn Huy nha. Ra phải xanh đều à. Ui, vô luôn mọi người, Lee Sin top. Vô luôn, cái nen luôn, ui. Ok. Ui, cái này vẫn giờ anh em ơi. Ui, chạy, em phải có xỉ, Hai giây nữa lăn tiếp nha mọi người. Từ, đang về lăn này thôi, để về nhà đi, về nhà hồi màu cái rồi lăn tiếp. Sắp hết Baron kìa. Lăn này mọi người, không, bây giờ đừng lộn hết. Ui, Lee Sin luôn. Ui. Chạy. Tính chết kìa. 5 giây nữa nha, 5 giây nữa có drop lưu tiếp. Ui, chết rồi. Đau quá anh em ơi. Đau quá. Chuẩn bị lấy đây tốc của chạy lăn nè. Nè đau cực kỳ. Combo lên. Hay quá. Ui đau lắm. Lỗi con Nunu nhé mọi người, con Nunu này không có ganh được, không có biết chơi.
Ôi, thế thì Levi chậm đi đánh rank hơn một tí thôi. Có gì đâu. Mọi người bình thường mà. Đang nào đi ở đây thì mọi người cố tình chết, cố tình chết. Thái độ tiêu cực. Bạn này book elo. Chết rồi. Cho team kia, cho team kia. Team kia có được điểm nào đâu, cái book elo. Chết người ta. À, book tâm hồn nhầm. Book tâm hồn. Ui. Tâm hồn. Chết rồi, khán giả hiểu lầm chết. Đó, ok. Report tố cáo. Đã tố cáo. Rất thẳng thắn. Tố cáo chưa? Tố cáo chưa? Tố cáo một người một phiếu thôi, đừng bốn phiếu là mất nick đấy. Bốn phiếu cho mất nick luôn. Uầy. Sao lại làm thế bao giờ?